Giờ ba xe quất đấy, quất ba xe đấy, cho ba xe trắng luôn mày. Anh vậy là em biết rồi, anh cứ đứng im chỗ này để em sẽ chạy khắp sân. Đó, nghe chưa, em chạy khắp quà. Quất đây nha. Đấy. Nó cho mày chạy á. Đấy. Mày đánh mẹ nó mày chạy xuống chỗ nó chạy. Ủa sao khỏe quá, đánh nó hoài, không khỏe dữ vậy. Ơi. Hoa đẹp quá anh ha. Quên nữa cho bác đó lắng lên. Ba. Vừa nè. Mày lừa lọc anh. Mày lừa lọc anh. Mà tấu quá nha. Đừng ra ngoài ha. À. Bốn. Ủa tấu mà. Eo. À, được. À, được. Anh đùng cái gì mà anh đùng. Chửi hả đùng. A đùng. A đùng. A đùng. A đùng. A đùng. Ê. Hay quá Duyên ơi. Ừ. A đùng. A đùng. A đùng. A đùng. A đùng. Tự mình làm hại. Làm. Thực hiện ra. Mày để nó cười hoài á. Đi. Cười hết được quỷ. Qua cái đồ yêu đi. Hai năm. Tao cầm trên á. A đồ. Ôi, 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 ôi. Cười hả đồ quỷ. Chậm quá. Tí nữa cho nó chạy cái gì. Dạ. Ừ. Đồ quỷ. Chết hả? Chết hả? A đù. A đù. A đù. Ủa cục lưới à? Đây chị 6. 62. Sao xuống được 2 chứ? Số 3 rồi. À, rồi số 3. Giang quá bởi vì mình thua tạo biệt anh Giang á. A đù. Quậy. A đù. Trời ơi. Ba ba nó lại gió hả? Mày lại gió hả? Mày rồi. 48. Bực quá. Nãy giờ anh cũng đánh mà bực ghê luôn. Ở đâu bên? Phải đợi bên kìa. Trời ơi, dễ vậy chắc nó vậy nó lại gió rồi. Đây. Hay quá trời ơi 94. Anh Nhiên hại mình luôn. Nó quá Nhiên hại mình luôn. Đấy đó. A đù. Chết mẹ rồi. Rồi. Mà em lôi. A đù. Anh Cường. Không nắm đỡ bên. Đỡ đỡ đi. Vậy. Rồi gian vậy. Vậy là một lát xe sao anh đứng bệnh hết cho em đứng bệnh đi. Không xe sao anh đứng bệnh hết á. Anh thích đánh ngược gió hơn nữa. Chạy gió. Anh dụ vậy mình mới ăn. Sao không? Đỡ kìa. Bán giang hả? Ăn giang giang hả? Này bán giang hả? Ăn giang hả? Ngoài 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 đó đấy. Ngoài ngoài rồi. Ngoài rồi. Ừ ngoài rồi. Ngoài hả? Ngoài. Bạn tầm giới á. Đây. Đây nè. Đây này. 27. Ừ giang hả? Giang mày cố hả? Cái giờ bảo biết được. Ăn giang hả? Ba bảy nhanh luôn rồi kìa bước cái là bị vấn đề rồi đây trời ơi anh đi về bắt thuốc đi anh em cường ba chỉ sợ chồng em khiếu nại anh thôi. Trời ơi.
đừng có nói ngoài nha. Hả? Bữa chập quá ngại mình sao ta? Chồng em đâu cứu lại đâu. Mày hả mày? Chập mày. Chồng gì cơ chồng mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Chửi hả mày? Chửi hả mày? Chửi hả? Mày hả mày? Chửi hả? Mày hả mày? Chửi hả? Chửi hả? Chửi hả? Chửi hả? Chửi bậy hả? Bố chết. Bố chết. Vậy cũng một hả? Bố chết vào đây bố chết. Anh Lan hả? Dạ, bố. Ông quên ra anh là mấy trái đó. Ờ thì đó là bố chết mà phải đếm kỹ vô. Ừ. Ô. Rồi. Năm chín. Giờ thôi á. Đúng là mình đang ở sao rồi. Mày chết. Anh bước không được nói anh đau quá. Thua mình giả đau hiểu không? À thua rồi đau hả? Thua đau quá. Có lý do mà thua thẳng qua một trại bị đau thôi. À thua là bộ đau. Hẹn ngày mai gặp lại. Ở nhí, ừ. Ôi, trời ơi, chích đeo. Hôm nay lên trên đi. À, thấy mày lên miếu rồi. Không. Có cái chuyện gì kỳ trời. Không chết. Trời. Không đeo lả được. Không đeo. Đi. Ừ. Trời ơi lắm gì vậy? 1-0. Thả cầu rồi sẽ. Nói rồi, hôm nay khai anh đi. Không đánh đâu đau lắm rồi. Mình thua mình có lý.